Khảo sát gần đây của ngân hàng HSBC tại địa chỉ www.expatexplorer.hsbc.com liên quan đến chất lượng sống của các quốc gia trên thế giới. Ngân hàng HSBC đã công bố bảng xếp hạng các quốc gia có chất lượng sống tốt nhất đối với người nước ngoài. Đứng đầu danh sách này là Thụy Sĩ, quốc gia có chất lượng sống tốt nhất mà đông đảo người đã từng đến Thụy Sĩ cũng phải thừa nhận. Bên cạnh những cái tên đình đám như Thụy Sĩ, Singapore, Tây Ban Nha, v.v. thì Việt Nam là một trong 10 cái tên đứng đầu tiên của bảng xếp hạng. HSBC Expat Explorer, báo cáo khảo sát chuyên gia nước ngoài của HSBC, một nghiên cứu về đời sống chuyên gia nước ngoài, có bề dày lịch sử và quy mô lớn nhất hiện nay, đã bước sang năm thứ 12. Đây là dạng báo cáo thường niên nhằm xếp hạng mỗi quốc gia và vùng lãnh thổ dựa trên điểm số tổng hợp đánh giá của các chuyên gia nước ngoài đối với các phương diện kinh tế, trải nghiệm và đời sống gia đình tại quốc gia nơi họ đang sống và làm việc. Trong HSBC Expat Explorer 2019, HSBC tổng hợp ý kiến của hơn 18.000 người nước ngoài đến sống ở 163 quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mới. Lần đầu tiên, Việt Nam lọt top 10 quốc gia đáng sống và làm việc nhất của giới chuyên gia nước ngoài. Năm ngoái 2019, Việt Nam đứng thứ 19. HSBC chỉ ra 8 lý do khiến Việt Nam trở nên đáng sống và làm việc với người nước ngoài. Một là cơ hội làm việc. Sự tăng trưởng kinh tế nhanh và ổn định của Việt Nam đã tạo ra hàng triệu việc làm mới. Công việc về giáo dục, tài chính, ngân hàng hoặc công nghệ thông tin rất mở rộng đối với các chuyên gia nước ngoài. Điều duy nhất quan trọng là cần sử dụng được tiếng Anh. Hai là thu nhập cao. Theo khảo sát HSBC Expat Explorer 2019, nếu muốn kiểm soát được lương 6 con số USD, hãy đến Việt Nam. Trong đó, 15% người nước ngoài ở Việt Nam kiếm được hơn 250.000 USD một năm so với mức trung bình toàn cầu là chỉ 7%. Ba là chi phí sinh hoạt rẻ. Người nước ngoài có thể sống một cuộc sống dễ chịu ở Việt Nam với một khoản chi tiêu vừa phải vì giá cả các hàng hóa và dịch vụ là tương đối rẻ so với hầu hết các quốc gia khác trên thế giới. Bốn là nền văn hóa phong phú, đa dạng. 64% người nước ngoài ở Việt Nam cho biết đây là một nơi có nền văn hóa rất đa dạng, phong phú. Năm là con người thân thiện, cởi mở. Mặc dù đã trải qua nhiều năm lịch sử chiến tranh khốc liệt, người Việt Nam vẫn luôn giữ lòng hiếu khách và sự hào phóng đối với người dân quốc tế. Người Việt Nam khéo léo, dễ gần và nhiệt tình, có chí cầu tiến và lạc quan. Sáu là một đất nước hòa bình. So với nhiều quốc gia láng giềng trong khu vực, Việt Nam dường như an toàn hơn để sống và làm việc. Bảy là thời tiết tương đối dễ chịu. Việt Nam có sự khác biệt về khí hậu giữa miền Bắc, miền Trung và miền Nam, có nghĩa là trong năm sẽ luôn có một vùng nào đó có thời tiết rất đẹp. Tám là cảnh quan thiên nhiên tuyệt vời. Việt Nam nổi tiếng với nhiều địa điểm du lịch hấp dẫn và truyền cảm hứng với vô số bãi biển đẹp, các vùng cao nguyên mát mẻ với những hồ nước và dòng suối trong lành. Với những lý do đó mà HSBC Expat Explorer đưa ra, chúng ta hoàn toàn có quyền tự hào về một đất nước Việt Nam thanh bình, tươi đẹp đang ngày càng vươn mình để khẳng định vị thế trên trường quốc tế.